Hôm nay cả nhà Kim sẽ đi Sài Gòn ha mọi người. Đây. Chuẩn bị đồ sẵn hết rồi cô chú anh chị ơi, sẽ đi trên Sài Gòn ở đến mấy ngày ta? Ở 3 4 ngày gì đó, xong rồi mình sẽ đi Phú Quốc chơi. Phú Quốc 4 ngày xong rồi về Sài Gòn thêm 2 ngày nữa là Tony sẽ đi công tác bên Úc mọi người. Chị ơi vô đây. Chị vô đây, bye bye Úc Diễm chưa? Bye bye chị Úc Diễm đi nè, con cầm cái con gấu này nè. Rồi vô bye bye Úc Diễm đi. Có hai cho con một cái hũ trà người. Không, chồng của mình, chồng ấy của mình có. Cái này là hai cây, này là hai cây gì, thiên tế hay vạn tế gì đó cô chú anh chị, cái muống rành đó, nha đam nè. Trồng nha đam vô đây luôn, rau cần, còn mấy cây này giống như cây hoa sứ hay cái gì ha. Đây nè, gừng đây, cha Kim trồng gừng ở trong những cái này nữa nè. Đây thanh long này cô chú anh chị thấy không, đó được mấy trái đó. Ở đây là những cái máy móc này nè, em trai của Kim nó làm thợ mộc á, nó đóng đồ cho người ta đó. Đây cây gỗ máy móc, mà bây giờ đó, đi làm rồi mọi người, đi làm trên tàu du lịch rồi, máy móc này mua về cũng tốn tiền dữ lắm, mà cuối cùng bây giờ đi làm tàu du lịch không biết được chắc mấy tháng rồi đó, bây giờ không có làm cái này nữa. Trời trời, đi chân không vậy trời. Trước cửa nhà Kim, cha Kim có trồng mấy cái hoa mùa về này cô chú anh chị. Đây là cây mai vàng ha, cũng bông hoa gì tùm lum chứ bộ. Cây thanh long này bữa nay nó có trái rồi mọi người, một chút nữa Kim cho cô chú anh chị xem. Bên đây có mấy cây đu đủ nè. Ngoài đây là, cái này không biết là cây gì nữa, cái này không biết là bông hay rau nữa nè. Cha Kim cũng rất là thích trồng bông trồng hoa ha mọi người. Ở trong đó là nghệ nhiều lắm, mít nè cô chú anh chị, mít hôm qua hái một trái đó, đây nguyên một cái hàng mít ở ngoài đường. Chút 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 chút. Tell him to turn the air conditioning up full power please babe. Anh kêu là mở máy lạnh cho anh ở dưới với. Max power. I got it, but it's max. I need max power. Oh good, good. Yay. Xong mày cầm, chị thấy xong lớn không? Xin chào con bà con chú. Mày chị thấy xong lớn không? Xin chào cô. Anh này là xin chào cô bác. Thì cô bác thì ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào con bà cô chú. Ông bà cô chú. Đầu cổ vui sướng thấy ghê chưa? Xin chào con bà con chú. Chú Tony đang ngồi dưới cùng. Còn đây là hai anh em nha. Nhưng mà không thấy họ giống gì á. Con tên gì? Con tên Khôi. Em con tên Huy. Huỳnh Minh Khôi. Huỳnh Minh Huy. Đã tới Sài Gòn rồi cô chú anh chị, cả nhà Kim sẽ ở trong Vinhome hả mọi người, chỗ Landmark AC One đó. Landmark 81, một cái tòa nhà cao cao đây nè. Ở trong đây. Sau 3 tiếng đồng hồ lái xe mới tới Sài Gòn nè mọi người. Bây giờ thì em Chi đã quá mệt mỏi, em Chi đang nằm dài thòng lòn trên cái sofa luôn. Mà Kim thuê nhà ở trên đây phải đợi người ta qua đưa chìa khóa nữa hả cô chú anh chị. Ta dẫn mình lên nhà nữa. Đây là cái nhà ở Vinhome Kim thuê hả mọi người, ở Landmark 3 ha. Cái căn này Kim thuê là 3 phòng ngủ hết cô chú anh chị. Thì 3 phòng ngủ 3 đêm đó là bao nhiêu ta? 5 triệu 7 là một đêm chưa tới 2 triệu hết mọi người. Đây là một phòng ngủ nè. Phòng ngủ này của hai. Nói chung là cái nội thất nó bình thường thôi chứ không có cái gì đặc biệt hết cô chú anh chị. Có một cái toilet ở đây và một cái phòng tắm đứng ở đây nữa ha. Đây là phòng khách. Cái bàn ăn và cái sofa thì nó liền với nhau. Nói chung là nhìn nó cũng rất là đơn giản luôn. Đây là cái nhà bếp ở đây.
Nhà bếp này thì cũng có cái máy lạnh, ở lộn cái tủ lạnh cũng rất là lớn ha mọi người. Rồi rửa ráy ở đây nè. Có bếp nấu ăn. Người ta có nồi chảo chén tô cho mình hết á. Nhưng mà mình muốn nấu ăn mình phải mua đồ ha mọi người, dầu ăn nước mắm thì phải mua hết. Đây là cái phòng ngủ thứ hai ha. Phòng ngủ thứ hai thì cũng có cái view bên ngoài luôn nè, có cửa sổ nè. Ở cái tòa đó là cái tòa Landmark 81 đó cô chú anh chị. Cái view ra phía bờ sông với lại ở bên kia là quận 2. Đi qua cái cầu Thủ Thiêm kìa mọi người. Còn một cái phòng ngủ lớn. Phòng ngủ lớn là ở đây. Ủa cái này lắc gỗ. Phòng ngủ lớn thì nó phòng ngủ lớn là do nó có toilet trong đây thôi chứ nó cũng không có lớn đâu cô chú anh chị. Đây. Ơi. Ơi. Có tivi lớn nè. Tivi lớn với lại một cái trong đây là cái gì? Có toilet. Toilet với lại cái phòng tắm ở trong đây nữa, phòng tắm đứng nữa. Là cái nhà này được hai cái toilet với hai phòng tắm đứng luôn. Nói chung là nội thất cũng đơn giản thôi chứ không có cái gì mà đặc sắc hết trơn á. Hay cô chú anh chị và các bạn đã lên tới Sài Gòn rồi mọi người, thì lên tới xong là Kim đi làm tóc luôn. Mấy năm trời Kim không có nhuộm tóc đó cô chú anh chị, hôm nay Kim đi nhuộm tóc với dũi tóc nè. Rồi mấy đứa cháu của Kim với ba Kim với lại Chi Chi nữa là đi ở nhà. Thì Tony chồng Kim đã dẫn đi đi qua Landmark 81 với mọi người. Đi ăn trưa xong rồi đi vô Teeny World cho mấy đứa nhỏ chơi, xong rồi đi lên tòa nhà Landmark 81 là ở tầng 75 có cà phê của chú anh chị. Dẫn chai Kim lên đó uống cà phê. Xong rồi Kim mới vừa đi làm tóc về luôn, mà về bị mất mưa nữa, vừa tắm xong. Bây giờ sẽ chuẩn bị dẫn mấy bạn nhỏ đi ăn tối ha mọi người. Hello cả nhà, xin chào các con. Không ai chào hết trơn. Xin chào con bạn của chú. Xin chào con gọt của chú. Giỏi. Rồi chuẩn bị đi ha. Chuẩn bị đi mang giày vô dép vô đi nè. Xin chào ông bà cô chú. Rồi let's go. Get you. Đây là cái view từ bên ngoài nè cô chú anh chị. Kim đang ở tầng 49 cũng khá cao đó. Đây là nhìn xuống là thấy thành phố về đêm hả mọi người. Đèn lấp lánh luôn. Đẹp lắm. Ở cái tòa bên đó mà bây giờ buổi tối đèn đẹp nè cô chú anh chị, rất là cao luôn. Đấy coi quay đi ra đây. Đây nè. Đẹp quá chừng ha. Đèn lấp lánh luôn mà cái màu hồng xinh quá nè. Ở cái tòa nhà 81 tầng này là toàn bộ xung quanh là cửa kính hết á mọi người. Phía dưới nè. Phía dưới công viên rất là rộng luôn. Một chút ăn xong nếu mà trời không mưa thì dẫn mấy đứa nhỏ ra công viên chơi, tại vì mấy ngày nay trời cứ mưa suốt rồi mọi người. Ngày mai dẫn đi bơi liền nha. Cả nhà Kim đang ăn tối ha mọi người, dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn tối. Thì bây giờ cũng trễ, đã 8 giờ rưỡi rồi, cho nên dẫn đi ăn món Việt Nam. Tony muốn ăn phở nè, bữa giờ qua Việt Nam mà chưa có ăn phở đó mọi người, cho nên là đi vô đây ăn phở. Rồi hôm nay mình ăn món Việt đi, rồi ngày mai mình tính nữa. Hello Chi Chi. Chào con bạn con chú. Xin chào mọi người đi. Xin chào anh chị. Xin chào anh chị. Chào, này cha làm YouTube được luôn nè. Cha nói hay quá, lần đầu tiên chào mà nói hay quá. Bún thịt đóng nước mắm này không vừa đủ luôn á. Bún thịt nướng này cô chú anh chị, cái tô này mình gọi tô vừa ha, nó có hai size, một tô lớn một tô vừa. Cái này tô vừa mà to quá chừng nè. Đây hai. Quá tuyệt vời. Hai cái anh này ăn cái tô này không biết hết, quá trời cái tô luôn. Ăn tối xong rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi. Bây giờ dẫn mấy đứa nhỏ qua công viên một chút nha mọi người. Ở bên hôm này nổi tiếng là có công viên đẹp đó cô chú anh chị.
Chi đi chơi về đầu bù tóc rối rồi cô chú anh chị ơi. Với lại về đã cho mấy nhỏ uống sữa rồi mọi người, bây giờ sẽ chuẩn bị đi ngủ, cũng 10 giờ tối rồi. Quá trẻ cho trẻ em, hẹn trẻ em là 8-9 giờ là phải đi ngủ rồi đó. Giờ đứa nào cũng mệt hết trơn rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới nữa. Rồi bye bye cô chú anh chị nè Chi. Bye bye ông bà cô chú nè. Bye bye. Rồi chúc các con ngủ ngon nha. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Ngủ ngon. Chúc bạn ông bà cô chú.